Cận cảnh nhan sắc vợ sắp cưới xinh đẹp của Shark Phạm Thanh Hưng. Mới đây, thông tin ông Phạm Thanh Hưng, một trong bốn vị giám khảo Shark quyền lực của show truyền hình được yêu thích Shark Tank Việt Nam Thương vụ Bạc Tỷ, đính hôn cùng bạn gái trẻ đã khiến nhiều người khá là bất ngờ. Là một trong bốn vị tổng tài quyền lực của Shark Tank Việt Nam Thương vụ Bạc Tỷ, show truyền hình về kinh doanh khởi nghiệp đang được yêu thích nhất hiện nay. Ông Phạm Thanh Hưng, phó chủ tịch tập đoàn Sen Group được nhiều khán giả mến mộ bởi kinh nghiệm dày dạn, lối nói chuyện tinh tế hài hước và đặc biệt là vẻ ngoài khá thu hút nữ giới. Gần đây, thông tin Shark Hưng đính hôn với bạn gái trẻ đẹp đã khiến không ít người tò mò về cô gái may mắn chiếm được trái tim của người đàn ông tài năng này. Cô gái này đó là Nguyễn Thu Trang, cựu Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Shark vào năm 2010 và cũng là một trong những thí sinh gây chú ý nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 với mái tóc dài ấn tượng. Nguyễn Thu Trang sinh năm 1988 tại Cộng hòa Séc. Cô là người gốc Nam Định và hiện nay đang sinh sống tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt vời, Thu Trang còn có trình độ học vấn đáng mơ ước khi cô tốt nghiệp hai trường đại học về y khoa và ngoại giao. Ngoài ra, cô còn thành thạo cả bốn ngôn ngữ Nga, Đức, Anh và Latin. Cô từng được đánh giá cao trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 bởi vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử văn hóa dân tộc và có giọng nói khá nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Tuy sống ở nước ngoài từ bé, nhưng cô vẫn luôn được dạy dỗ cẩn thận nên không gặp nhiều khó khăn khi nói tiếng mẹ đẻ. Dù khá chênh lệch về tuổi tác với bạn trai, nhưng người đẹp Nguyễn Thu Trang vô cùng xứng đôi bên cạnh Shark Phạm Thanh Hưng của chúng ta bởi sự đồng điệu về tri thức cũng như trình độ. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho tin vui của vị Shark đào hoa này nhé!